Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa đến thăm kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hai khu vực thực hiện cách ly công dân về từ nước ngoài. Được biết, cán bộ chiến sĩ tại hai trung tâm từ tháng 7 đến nay luôn trực 100% theo quy định để thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Trung tâm huấn luyện Trọng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hiện đang cách ly 344 công dân nhập cảnh về từ Nhật Bản vào ngày 18 tháng 12. Không chủ quan trước diễn biến của dịch COVID-19 và để công tác cách ly đạt hiệu quả, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự yêu cầu các khung tiếp nhận chú trọng công tác vệ sinh khử khuẩn trong tất cả các quy trình chăm sóc công dân cách ly, đặc biệt là nắm tình hình tư tưởng công dân để kịp thời điều chỉnh phù hợp và giải đáp cụ thể chế độ ăn nghỉ tại đơn vị theo quy định của chính phủ. Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự cũng có phần quà thiết thực nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện trực tại các khu cách ly.